Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ tiểu ban truyền thông, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, chiều ngày 24 tháng 8, tỉnh Lào Cai có thêm 4 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh và được ra viện. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai có 35 bệnh nhân mắc COVID-19 sau điều trị đã được công bố khỏi bệnh và được ra viện. Hiện còn 59 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị. Trong đó có 28 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1, 31 bệnh nhân cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Lào Cai. Tỉnh Lào Cai cũng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 73.901 người, chiếm 10,1% dân số. Số người tiêm đủ 2 mũi là 23.138 người, chiếm 3,2% dân số. Từ ngày 24 tháng 8, tỉnh Lào Cai đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine Moderna mũi 2 cho 16.800 người. Trong ngày đầu tiên triển khai tiêm được 240 người, đạt 1,4%. Thời gian qua, Cục An toàn Thực phẩm đã liên tục có cảnh báo các loại thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh, điều trị bệnh, đặc biệt là điều trị bệnh COVID-19. Các cơ quan chức năng đã xử lý nhiều tổ chức cá nhân vi phạm về quảng cáo sai quy định như trên. Để tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để trục lợi, đồng thời tránh thiệt hại về sức khỏe và kinh tế của người dân, góp phần phòng chống dịch, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát toàn bộ việc tự công bố sản phẩm có thành phần xuyên tâm liên và các sản phẩm ghi công dụng, đối tượng sử dụng liên quan đến phòng, điều trị hoặc chữa được bệnh COVID-19. Đồng thời yêu cầu thu hồi bản tự công bố sản phẩm, thu hồi sản phẩm vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, công bố công khai cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Những tháng còn lại của năm, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân đề ra đến cuối năm 2021 tại Nghị quyết số 63 của Chính phủ. Tổng kế hoạch vốn năm 2021 là trên 5.034 tỷ đồng. Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương là trên 3.221 tỷ đồng. Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 23 tháng 8 là trên 2.000 tỷ đồng, đạt 41% so với kế hoạch đề ra. Số vốn còn lại cần giải ngân của năm nay là khá lớn, hiện vẫn còn trên 2.950 tỷ đồng cần được giải ngân để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cần tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công theo thẩm quyền, rà soát tiến độ giải ngân đối với từng dự án, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân, không hiệu quả sang cho các dự án có khả năng giải ngân cao, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài. Sau gần một năm thi công, công trình cầu Làng Giàng hiện đã triển khai được gần 50% khối lượng các hạng mục. Thời điểm hiện tại, các nhà thầu đang triển khai 3 mũi thi công liên tục với tổng số trên 100 cán bộ công nhân với quyết tâm về đích sớm so với mục tiêu kế hoạch. Đến thời điểm này, tức là sau gần một năm phát lệnh khởi công, nhiều hạng mục công trình cầu Làng Giàng được triển khai. Đơn vị thi công đã hoàn thành hạng mục cọc khoan nhồi trụ T6, đang triển khai thi công bệ trụ T7. Đây là những hạng mục thi công phức tạp, có tính chất quyết định đến tiến độ của dự án. Hầu hết các phần việc khó phải thi công dưới nước đã hoàn thành, là cơ sở để đơn vị đảm bảo vượt lũ và thi công các hạng mục tiếp theo. Trong mùa dịch thì đơn vị cũng là phải bố trí hợp lý thi công trong 3 ca liên tục trong ngày, để làm sao đảm bảo được cái tiến độ của gói thầu. Cầu Làng Giàng là công trình lớn đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật. Do vậy, chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức các biện pháp thi công để hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ. Công tác giám sát chất lượng và đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môi trường cũng được chỉ đạo quyết liệt. Đảm bảo công tác an toàn là nâng cao, bao gồm các đồ bảo hộ, dây an toàn. Đấy, và cũng là đặc biệt là trong cái mùa đang dịch COVID-19 này, triển khai tất cả các chỉ thị của chính quyền địa phương đến tất cả các anh tổ đội, đó là tuân thủ tuyệt đối về công tác phòng chống an toàn chữa cháy. Công trình cầu Làng Giàng là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hạ tầng để xây dựng thành phố hiện đại, nhằm khai thác tiềm năng về du lịch, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Khi hoàn thành, công trình sẽ là điểm nhấn về kiến trúc của thành phố và góp phần xây dựng thành phố Lào Cai trở thành đô thị loại 1. Theo quy định mới tại Bộ Luật Lao động năm 2019, từ năm 2021, người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.
Do ngày Quốc khánh năm 2021 vào thứ Năm, nên theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2021, người lao động sẽ nghỉ Quốc khánh theo phương án nghỉ ngày liền kề sau ngày mùng 2 tháng 9. Như vậy, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 9 và nghỉ tiếp theo là thứ Bảy và Chủ nhật. Các cơ quan tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Đối với người lao động làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp khác, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2021 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Dự kiến giai đoạn này, tỉnh sẽ đầu tư 214 danh mục với 1.271 phòng học và phòng bộ môn, gần 570 phòng ở học sinh bán trú, hơn 200 phòng công vụ giáo viên, cùng các công trình nhà ăn, bếp ăn, nhà sinh hoạt văn hóa dân tộc, kho lương thực, phòng quản lý học sinh bán trú, công trình vệ sinh và các công trình phụ trợ. Riêng năm 2021, đầu tư hơn 200 phòng học và phòng bộ môn, kinh phí 250 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chủ động phối hợp với các sở ngành và các địa phương rà soát tổng hợp nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học mới. Và giai đoạn 2021-2025, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí đề xuất mua sắm thiết bị lớp 2 và lớp 6 là 60 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, đêm 24 tháng 8, vùng hội tụ gió gây thời tiết xấu mạnh lên, khiến mưa ở các địa phương trong tỉnh đồng loạt gia tăng về lượng. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to. Dự báo ngày và đêm 25 tháng 8, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại và tiếp tục gây mưa trên diện rộng. Thời gian có mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng. Do mưa kéo dài những ngày qua khiến đất đá no nước và nhão, độ dính kết yếu. Ngoài ra, mực nước trên các sông suối, ao hồ chứa, hồ thủy điện ở mức cao. Khi có mưa lớn tiếp tục trút xuống thì nguy cơ xảy ra lũ cao, lũ quét, sạt lở đất đá là rất cao. Vì vậy, người dân trong toàn tỉnh cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống thiên tai, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động phòng ngừa gió giật mạnh, sét đánh trong mưa dông, ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu vực hai bên ven sông. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Bát Sát hiện có 3 xã không duy trì được tiêu chí nhà ở dân cư sau khi về đích nông thôn mới. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân và nâng cao chất lượng nông thôn mới ở các địa phương. Ngôi nhà của gia đình ông Vàng A Sơn ở thôn Hải Khê, xã Bản Qua, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, không đáp ứng được với nhu cầu sinh hoạt của gia đình và tiêu chí ba cứng của Bộ Xây dựng. Vậy nhưng gia đình ông Sơn cũng không thể sửa chữa, xây dựng mới nhà ở. Nhà ở giờ xuống cấp quá rồi, tháo ra để sửa thì cũng không được vì hư hỏng hết rồi, mà xây mới thì không được vì xã bảo chỗ này được quy hoạch. Thôn Hải Khê được xã Bản Qua lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và mục tiêu này sẽ không thể hoàn thành khi thôn không đảm bảo được tiêu chí nhà ở dân cư. Trong thôn 54 hộ bây giờ thì còn tầm 20 hộ nữa là đang ở nhà tạm. Thì trong khi đó là bà con nhân dân người ta muốn sửa sang chỉnh trang lại nhà ở thì nó lại thuộc vào cái vùng quy hoạch của nhà nước. Khi nào cũng muốn ổn định nơi ăn chỗ ở đã thì mới có cái tinh thần mà mở mang kinh tế phát triển gia đình. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo quyết liệt để hướng dẫn cho đôn đốc bà con nhân dân trên địa bàn để làm cái thủ tục chuyển đổi đất để đúng quy định của pháp luật. Thế và trong 3 tháng cuối năm thì chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động bà con nhân dân để chỉnh trang nhà cửa để đảm bảo cho cái đáp ứng được cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Toàn tỉnh hiện còn 9 xã chưa duy trì đạt chuẩn tiêu chí nhà ở dân cư sau khi về đích nông thôn mới. Trong đó, huyện Bát Sát có 3 xã là Bản Qua, A Mú Sung và Bản Xèo, với 75 hộ dân chưa có nhà ở đáp ứng được yêu cầu của Bộ Xây dựng trong xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở những cái nhà tạm rụt nát để đánh giá cụ thể xem là cái ba cứng thì còn thiếu những cái cứng nào để có cơ chế hỗ trợ huy động bằng nguồn xã hội hóa rồi là các tổ chức để giúp đỡ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn kịp thời hướng dẫn lập hồ sơ và cấp quyền sử dụng đất cho dân đối với những trường hợp phù hợp với quy định của pháp luật. Cùng với việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây dựng mới nhà ở, các địa phương, các cơ quan chuyên môn cũng cần quan tâm giải quyết tốt những vấn đề phát sinh liên quan đến đất đai để người dân đủ các điều kiện cần thiết thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhà ở, đảm bảo cuộc sống.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.